ơi trời ơi. Hello, xin chào các bạn. Để trả lời cái câu hỏi của bạn Tâm Lê, bạn Tâm Lê có hỏi là cái đường nào để đi vào Hồng Sa Chính ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi vào cái Hồng Sa Chính nha. Thì đi từ cái hướng Phan Thiết lên Ma Lâm đó các bạn. Thì các bạn chạy qua khỏi thị trấn Ma Lâm tới một cái vòng xoay và đi qua khỏi cái cầu vượt của cao tốc đó nha các bạn. Khi mà các bạn đi qua khỏi cái cầu vượt cao tốc đó, thì các bạn sẽ thấy một cái điểm bán xôi bên tay phải các bạn nha. Đó, thì đây là cái gần tới cái điểm bán xôi mà mình hay mua nè. Đây là cái điểm bán xôi mình hay mua nhất. Ở đây bán rất là nhiều loại xôi ha. Tầm cỡ 5 giờ sáng là đã bán rồi. Nên các bạn nào mà có đi hồi xuân qua thì cũng có thể ghé qua cái quán xôi này để mua ha. Xôi ở đây ăn cũng được 5.000, chỉ 5.000 một gói thôi các bạn. Rất là rẻ ha. Rồi, thì trên hình ảnh là mình đang mua một gói xôi để ăn sáng, tại vì buổi sáng mình rất thích là ăn xôi ha. Đó, thì sau khi qua khỏi cái chỗ bán xôi đó thì các bạn sẽ chạy thêm một đoạn nữa thì sẽ thấy một cánh đồng ruộng rất là lớn ha, và nhìn rất là đẹp. Buổi sáng các bạn chạy lên đây ngắm cảnh rất là đẹp ha. Mình rất thích chạy qua cái khúc này và ngắm cảnh ở cái khúc này. Buổi sáng bình minh rất là đẹp, những cánh đồng lúa màu xanh và màu vàng rất là đẹp các bạn ha. Đó, thì cảm giác mà buổi sáng mình chạy ở đây nó rất là thông thả, đường thì trống ha, phong cảnh thì đẹp mà trời lại mát nữa. Mình rất là thích khi đi qua cái đoạn đường này. Rồi sau khi qua cánh đồng trống đó thì các bạn sẽ đi qua một cái cầu đó gọi là cầu Trại ha. Rồi sau khi bạn đi qua cầu Trại thì bạn sẽ chạy lên khoảng mấy cây số nữa thì bạn sẽ thấy một cái cầu có tên là cầu Sông Quao. Đó, thì từ cái hồ Sông Quao thì nước nó sẽ dẫn chảy xuống qua cái cầu này nha các bạn, nên cái cầu này có tên là cầu Sông Quao. Rồi khi các bạn chạy qua khỏi cái cầu Sông Quao này thì các bạn sẽ nhìn bên phải và thấy một cái quán phở ghi là quán phở Ngã Năm. Đó, thì các bạn tới cái quán phở này các bạn nhìn bên trái đó, trên hình ảnh các bạn là một cái đường bê tông ha. Đó, đường bê tông đối diện cái quán phở đó. Rồi các bạn đi trái vô. Sau khi các bạn đi trái vô thì các bạn chạy một hồi nữa sẽ qua một cái cầu bê tông nhỏ. Đó, thì sau khi qua khỏi cái cầu bê tông này á thì các bạn sẽ nhìn bên tay trái. Các bạn chạy khoảng mấy trăm mét á, các bạn nhìn bên tay trái thì nó sẽ có cái đường đất đỏ đi vào. Đó, thì đây là cái đường để đi vào một cái nơi mà mình hay để xe để mình đi lên cái Hồng Sa Chính mình câu. Thì nếu mà các bạn chạy thẳng luôn á, thay vì hồi nãy các bạn không đi trái thì các bạn chạy thẳng luôn á, thì nó cũng đi vào một cái đường để đi vào một cái bờ đập, nhưng mà nó sẽ cách xa Hồng Sa Chính hơn ha. Đây là cái đường tắt, mình đi nó gần cái Hồng Sa Chính hơn. Đó, thì các bạn chạy vô một khoảng một đoạn mấy trăm mét á thì các bạn sẽ thấy một cái đường mòn nhỏ nhỏ đó, có cái con bìm bịp đang đi đó các bạn. Con gà chứ, con gà đang đi đó. Rồi bạn sẽ về rẽ phải đó, con bìm bịp bay qua đó. Ở đây buổi sáng rất là nhiều chim ha. Đó, bạn đi thẳng vào đây rồi bạn kiếm chỗ nào bạn để xe thôi. Rồi mình để xe đây thôi các bạn. Nãy mình chạy vô là con đường này nè các bạn. Rồi, mình sẽ để xe đây và đi bộ theo con đường này đi lên ha. Đó, đi lên cái bờ hồ, bờ đập trên đây nè. Đó, đây là cái đập mà đập lớn này các bạn, đập 1, kêu đập 1 á.
Rồi, mình đi theo cái lối này thôi các bạn. Đi theo lối này đi thẳng lên thôi. Cũng rất là dễ các bạn ơi. Buổi sáng ở đây chim hót rất là hay. Mình thích thức dậy vào buổi sáng và nghe chim hót ha. Đặc biệt là đi vào những cái khu mà vắng, những cái khu rừng như thế này nè. Nghe cái tiếng chim hót mình rất là thích ha. Đó, đây thì mình đi thẳng lên thôi. Ở đây người ta thả bò, sáng sớm người ta thả bò rồi nè. Mặt trời lên rồi các bạn. Hôm nay thì trời rất là trong ha. Rất là trong luôn. Tí nữa trời sẽ nắng thôi các bạn. Không biết thì hôm bữa giờ cả rồi mình chuẩn bị tới hồ rồi các bạn. Đây các bạn. Đó. Thì bây giờ là 6 giờ kém 15 rồi các bạn. Hôm nay trời rất là trong ha. Thì mong rằng nắng lên á. Thì hôm bữa giờ thì ở đây mưa rất là nhiều. Hôm qua trời mưa cả ngày luôn các bạn. Hôm nay thì mình xem thời tiết á. Thì thấy trời nó trong á. Thì mình tiếp tục quay lại hồi xuân vào câu cá cho các bạn xem ha. Rồi các bạn theo dõi mình hôm nay có lên được cá không nhé. Thì trời mưa xuống á, nước hồ lên rất là, nó dâng lên á, nên cái mặt độ cá nó sẽ loãng đi. Mình rất là khó câu. Nếu mà các bạn nào mà thích câu cá ở hồ sông Vào này á, thì tranh thủ những cái mùa nắng này nè đi cậu ha. Còn mà khi mà mùa mưa xuống á, nước ở nguồn xuống thì cái mặt độ cá nó sẽ lõn đi, cái gió rất là mạnh các bạn, hôm nay gió mạnh lắm, xuống dưới lại thang các bạn nhìn gió như là biển luôn, nhìn gió như biển vậy các bạn. Rồi thì vẫn tiếp tục là ăn sáng món quen thuộc xôi cà phê. Hôm nay mình mãi quay phim rồi mình quên mua nước theo uống các bạn, thì chắc là ly cà phê này chắc cũng đủ ha. Có đá trong đây nữa, cái nữa nước đá nó ra thì mình uống nước đá luôn. Rồi, chuẩn bị mình ăn sáng thôi các bạn ơi. Rồi, các bạn đi các bạn nào mà hay ăn sáng bằng những cái bọc xốp này đó, thì nhớ mang bọc xốp bỏ vào, nhớ mang rác bỏ vào những cái nơi đúng quy định ha, đừng có vứt rác lung tung nó ảnh hưởng tới cảnh quan cũng như là ảnh hưởng tới môi trường ha. Thường thì mình sẽ đem rác về nhà, nên các bạn nào mà sử dụng những cái bọc xốp, những cái chai nhựa, các bạn nhớ mang về nhà ha, hoặc là bỏ đúng nơi để người ta thu gom ha, chứ đừng có vứt rác lung tung. Ở đây các bạn đi câu hay vứt rác rất là bừa bãi ha, nhất là mấy bạn câu đài á, mấy bạn cứ đi câu đài là vứt rác nhiều luôn. Tuy nhiên cũng có một số bạn rất là ý thức chứ không phải không, nhưng mà mình thấy đa số là các bạn vứt rác lại rất là nhiều ha. Các vứt các bịch cám đó, dù cho bịch rác hay là chai nhựa gì, các bạn cố gắng gom rác lại ha, gom rác lại đem bỏ đúng nơi quy định, đúng nơi đúng chỗ, hoặc là được thì các bạn nên mang về nhà luôn các bạn. Rồi đây là món quen thuộc, hôm trước thì ăn xôi đậu đen, hôm nay ăn xôi đậu xanh. Ngon lắm các bạn.
từ các bạn nhé. Món quen thuộc. Buổi sáng thì mình hay uống cà phê nên mình rất hay là hay mang cà phê theo ha. Mấy bữa mà không câu cá thì ở nhà cũng uống cà phê các bạn. Mình rất là buổi sáng mình bữa nào mình cũng phải uống cà phê. Một ngày có thể uống 2 lần ha. Buổi sáng và buổi trưa. Thì mấy hôm nay trời mưa bão các bạn. Mình làm ngành du lịch đó, hôm bữa trước mình cũng có nói với các bạn rồi á. Mình làm về du lịch biển nên những cái ngày này mưa bão thì khách sẽ không có đi tham quan du lịch đảo được. Với lại tàu bè cũng không ra đảo được. Nên đâm ra mấy những ngày này mình rất là rảnh ha. Thì mình đi câu cá để quay lại cho các bạn xem. Hôm nay gió rất là mạnh các bạn ơi. Mình đứng ở đây mà gió phù phù luôn các bạn. Nhìn ở dưới sóng cũng lớn lắm các bạn. Không biết là hôm nay cá nó có vào không. Mà mình nghĩ thì trời phải nắng gắt lên kìa. Tại vì mấy hôm rồi mưa liên tục đó các bạn. Nên cá nó cũng không có vào bờ đâu các bạn. Cá nó cũng không có đi săn mồi nhiều đâu. Khi mà trời nắng lên á, nắng gắt lên á. Đang mưa mà nắng gắt lên á thì cá nó mới bắt đầu đi săn mồi các bạn. Chứ thời tiết mình mưa gió quá nó cũng ít đi săn mồi lắm. Đây là cái con mồi của Megabass này các bạn. Đó, mình bỏ vô đây đầy sơn hết trơn. Mình rất là ít câu. Đó, cái con mồi này là các bạn thấy không, nó chỉ có một lỗ sỏ thôi, nó chỉ cho mình một action một thôi. À, cái con mồi này á, là mình phải kéo nhanh nha các bạn ha. Mình phải kéo nhanh. Kéo nhanh thì nhưng mà cái độ lắc nó ít lắm, nó lắc nhẹ lắm. Nhưng mà kéo nhanh thì chỉ phù hợp để đánh cá ngựa thôi. À, với lại cái con mồi này nó có một cái action khác nữa là kéo thả có nghĩa là nhấp đầu cần á, thì khi mình nhấp mình là con mồi nó nhảy lên rớt xuống, nhảy lên rớt xuống, nhảy lên rớt xuống như vậy đó. Thì nó sẽ có hai loại action ha. Một loại action là đánh kéo lên thả xuống chìm xuống. Là cái action này á, nó phù hợp vào những cái địa hình mà không có cây trà với lại đá nhiều ha. Chứ ở đây mà mình đánh kiểu này là nó lọt xuống đá là thua, là mất mồi liền ha. Đó thì tùy theo cái action của con mồi mình chọn cho phù hợp. Thì cái action của con mồi này á, thì phù hợp chỉ ở đây á, nếu mà ở đây thì phù hợp chỉ đánh cá ngựa thôi. Quăng ra và kéo vào, cứ nhanh vào, kéo nhanh vào và con mồi nó sẽ đi vậy nè. Đó, nó sẽ lắc nè các bạn. Nhưng mà con mồi này lắc rất là ít các bạn. Nó không lắc mạnh bằng cái con này đâu. Nên đâm ra đánh con này hiệu quả hơn là cái con mồi Gigabass. Không phải là mất tiền là đánh dễ lên cá đâu các bạn. Nó phải đúng, nó phải phù hợp đó các bạn. Nên mình rất là ít đánh bằng cái con mồi Megabass này. Ở đây mình đem rất là nhiều minnow rồi. Minnow của Sasuke nè, rồi minnow của con này của Duo. Con này của Duo nè, con này limited của Duo nè. Con này đánh cá ngựa cũng hay lắm nè, nhưng mà nó phải đúng lúc cá ngựa vào kìa. Còn mà bây giờ mình xuống đánh là thua các bạn. Rồi bây giờ mình xuống câu thôi, nhưng mà gió lắm các bạn ơi. Không biết cá nó có ăn không nữa. Rất là gió luôn, như là biển luôn. Tiếp tục bằng con mồi hiện thoại này. Hôm nay nước dâng lên mấy mét rồi các bạn? Chắc phải dâng lên cỡ 2 mét đó các bạn. Hôm trước là mình câu là mấy cục đá này lồi lên tuốt ra đây nè. Bây giờ nó muốn lấp hết rồi các bạn. Gió quá các bạn ơi.
gió mà nước lớn nữa. Thời điểm này câu cá rất là khó nè các bạn, chứ không phải dễ đâu. Mới hôm trước nước nó còn tuốt dưới kia mà cách đây 2 hôm thôi mà nước nó lên tới đây các bạn. Này chỉ cần mưa chừng 2 cây nữa là nó lên tới ngay đường đi này luôn rồi các bạn. Hôm trước mình còn đi dưới đó ha, hôm nay là nước nó lên mất cái đường đi rồi. Nước hôm nay lên rất là cao các bạn ơi. Mấy cái chỗ hôm trước mình đứng câu chỗ này là bây giờ nó lên nó ngập luôn rồi. Rất là cao ha. Hôm trước có mấy cái gờ đá chỗ này mình đứng nè. Giờ nó lên nó lấp hết rồi. Lên sáng mà câu bên kia kìa, câu bên bờ bên đây nè, mà không có, nước nó lộn rồi. Em mới xuống hả? Nước lên ghê lắm á, bữa trước anh câu nó còn thấp chúng à. Nó mưa đêm qua tới nay á. Hôm kia, hôm qua anh không đi. Bị rối dây rồi các bạn ơi. Nãy giờ nó đã luôn. Mưa này cá nó rút về đầu nguồn hết trơn. Ê, trời ơi. Thầy ơi, lặn đang quay vô chứ sợ dướng ngồi á, quay nhanh á. Nó vô gần bờ sợ nó dướng đá, quay nhanh á.
sóng như biển. Chứ hồi đó không biết hồ này hả? Ơi trời ơi! Nó bị gì là nó xảy à? Bị gì là xảy à? Vậy mà sáng giờ chiều nó không đụng gì hết không? Anh đụng hai lần không? Có chứ á, điều nó thưa thôi à. Còn chỗ này chắc lằn này nó cái bờ đá chỗ này lắm mà cũng dễ dính đá rồi á, ăn lôi vô đá à. Trời ơi, đá bóng à. Trời dưới lưỡi à. Có nhớ báo rồi. Nhỏ quá cũng y y chứ bự bự là không dở vậy đâu. Thôi mà lôi từ từ kìa, bên kia cũng có cần khủng kìa. Lôi mà lôi từ từ lên chứ lôi gấp vậy là nó dễ bung á. Có cảm giác. Vậy là cái con này hồi nãy nó đớp hụt chỗ này nè. Không phải là có cảm giác, cuối cùng cũng có cảm giác.
sảy về sảy không các bạn ơi, uống cà phê xả xui rồi sảy không rồi. Không, hôm nay không may mắn rồi, không lên cá được cho các bạn xem rồi. Chút sảy hay không? Nhẹ quá, tự giống sảy vậy. Có cá cho các bạn xem rồi. Rồi sảy rồi. Trời ơi, vô tới đây còn sảy các bạn ơi. Bữa nay không may mắn rồi. Vô tới đây còn sảy luôn. Sảy ba con rồi các bạn. Rồi về thôi các bạn ơi. Hôm nay không có cá rồi. Hôm nay mình không thấy may mắn ha. Sảy hết hai ba con. Không may mắn rồi. Hôm nay không có cá cho các bạn coi rồi. Bây giờ là 10 giờ mấy rồi các bạn. Tới trưa rồi. Giờ này cá nó cũng hết ăn rồi. Mình đi về đây. 10 giờ rưỡi rồi. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video của con cá tiếp theo nhé. Xin chào, bye.